Ờ đúng rồi hả, nay học. Nay có lớp hả? Không, nay bên lớp anh Tình học mà. Không nha. Học chung hả? Không mà. Ông Tùng không dậu. Ông không đi học. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Quên chưa? Mà ơi. Quá trời, bữa nay đứa nào không phải nghỉ học gì tiếp hết trơn. Thái ngồi điện. Đang cái làm gì á, mắc máy bây giờ chứ. Ủa, thấy gì đó. Cái này nó trơn trọi quá ta. Nó nóng nó thấy gì đâu. Ở đây không có. No hả? Thì no rồi. Nó thấy vậy. Trong lúc đợi mẹ nó đi chợ nó không bị. Chán nó cũng nấu cơm. Này đạm không mà lo vậy. Đạm không chi quá. Nó nhục vô mà lo gì. Chơi đi. Đây khó mà không kiếm mấy miếng khóm đi ăn xong rồi nhâm tiêu. Để anh có gì chạm đó. Đây nha. Đây. Để đi. Anh đi. Đi bút tê nè. Thôi em đâu có ăn đâu, anh ngồi nha. Em gấp tới mới có cái ăn chứ. Bốn con cá một tô lên lại. Em biết đâu thì em ăn này hoài gì. Cũng ăn chưa? Cũng ăn tinh xuất chưa? Ừ. Nó nói gì đâu, nó nói tinh xuất gì đâu. Thì tao cũng ăn bính thôi. Ừ, biết mà. Mình không ăn gì ăn cũng bính nè. Ta hỏi chừng. Thôi mình đi ăn đi nha. Đi nha. Đi em muốn ăn cái gì? Đi, đi ăn đi. Cái gì quá khổ quá. Cơm. Ờ, ăn cơm đi nha. Có bụng quá. Nè. Tự nhiên cho nó sốt. Nha, nha. Không có nhĩa. Sốt nè, ăn sốt rồi. Nè, không lấy nhĩa mà gấp lên quầy thức ăn. Không lấy nhĩa mà gấp lên quầy thức ăn. Đó hả? Đấy, thức ăn phía dưới quầy. Múc đây nè, tôi sốt nè. Đó. Nè, sốt này. Ủa. Ừ, em ăn súp thì lấy cái đó, lấy cái rồi. Nghe gì nhau ăn thử không nhắc trong muốn đấy anh nói hiềm nghĩa nè mình anh tính là nói nhiệt rồi tìm đâu hả có không hả bọc
Bữa đi ăn đúng không? Mấy cái nhau này cái áo mới mua.